thấy có bán loại tranh cúc áo này nè, nên chị mua về làm thử cho các em xem nhé. Chị thấy có nhiều mẫu lắm nè. Ở đây chị có bức tranh hươu cao cổ và mèo đang đi hái những củ cam đã chín mộng trên cành rồi. Giờ chúng ta cùng theo dõi chị làm nha. À quên, chị chúc các em mỗi ngày sẽ có thêm nhiều niềm vui nha. Thế ta đã làm sẵn màu cúc áo giống như trên hình rồi nè. Chúng ta chỉ cần cắn cho đúng màu, vậy là đã đẹp rồi á. Các em có thấy loại tranh này rất dễ chơi đúng không nè? Cam đã chín, cùng những bông hoa xinh đẹp nữa nè. Chị chào tạm biệt các em.